và tỉnh ngộ ra sao, thì đấy là công việc quan trọng. Tất cả những điều này nếu mà chúng ta tập hợp lại thì tổ tiên chúng ta sẽ hiển hiện sinh động hơn, đúng tầm cỡ hơn. Thì tôi đã làm cái điều đó, và tôi nhìn của Phan Chu Trinh và các cụ trước Phan Chu Trinh và sau cụ như là những nhà trí thức trước tình hình xã hội lưu thông, và liên hệ với lại bản thân tôi, nếu được quay được trí thức thì phải học tập gì của cụ. Thì xin nói luôn là khi cụ Phan Chu Trinh và cụ Phan Hữu Châu sang Nhật thì một cụ chỉ nhìn thấy sức mạnh vật chất của Nhật và thấy nó cũng ra vàng người ta, cũng biết chữ Hán người ta và mong là nó giúp ta. Thì cái đó nhiều người nói rồi. Còn riêng cụ Phan Chu Trinh cũng sang đấy thì nhìn thấy tất cả những điều đó nó nằm ở dân trí, và hai cụ chia rẽ kiến từ thời đấy. Đến năm 2008 thì có vụ chống thuế, thực ra lúc đầu là xin giảm thuế, nhưng sau có bàn tay bạo lực thì nó thành cái phong trào chống thuế và bị đàn áp. Thì từ đấy là hai cụ chia rẽ hẳn cả về hành động, và mỗi cụ ở một phương. Và cả hai cụ lịch sử diễn biến đặt cái điều rất chớ trêu, và chính vì thế cho nên là nếu mà chúng ta tìm hiểu lại thì lại ngoài những cái kính phục lại có cái thương cảm đặc biệt với cụ Phan Chu Trinh. Cụ Phan Chu Trinh là một trong sau 50 năm chúng ta chống Pháp, khi Pháp từng được, rồi sau khi nó chiếm được nước ta 50 năm trời, lớn nhỏ gần 50 cuộc khởi nghĩa, 50 cuộc nổi dậy đều bị đàn áp. Một trong những ít người nhận ra là chúng ta không thể dùng bạo lực để chống được. Nếu mà chống là Hán thì điều đó rất đúng, vì nó cùng là một nền văn minh như ta, cũng nông nghiệp, cũng phong kiến. Nhưng mà cái dân Pháp thì khác, phải nhận thức lại. Thì dân Pháp là đến từ một đất nước có nền văn minh cao hơn ta nhiều, hàng mấy thế kỷ. Và với sức mạnh đấy thì ta không thể làm được nữa được. Thì một số ít người nhận ra điều đó thì có cụ Phan Chu Trinh và nhóm Tam Việt ở Quảng Nam. Cụ Phan Chu Trinh ngay từ đầu không cần sang Pháp, tất cả những người mà sang Pháp tiếp thu nền giáo dục của Pháp, sống lâu năm của Pháp và nhận thức được cái nền dân chủ của Pháp thì đều chủ trương đấu tranh quân hoàng. Không có ai là không cả, trừ hai vị. Một vị là Trần Văn Dầu, thì cụ này sang một năm sau đã bị trục xuất, rồi về cũng tiếp thu lý luận cách mạng bạo lực ở Liên Xô, thì cụ trở thành một người đấu tranh, một nhà nước đấu tranh một con đường bạo lực rất là sắc đáng. Thứ hai là cụ Hồ Chí Minh, cụ ở Pháp khá lâu năm, cụ đã viết báo, rồi cụ đã làm nhiều chuyện. Sau đấy thì cụ thấy là phải sang Nga thì mới có để giải phóng đất nước được. Thì cụ là cũng là người đấu tranh bạo lực nhưng mà ôn hòa nhất trong những người đấu tranh bạo lực. Thế còn tất cả các cụ khác mà tiếp thu cái nền văn hóa Pháp, học vấn của Pháp thì đều chủ trương đấu tranh ôn hòa. Thế thì cụ Phan Chu Trinh đặc biệt là không cần sang Pháp, ngay từ đầu cụ đã nói. Cái từ canh tân mà chúng ta dùng trước đây là nó từ cái Nhật chúng ta, bây giờ người ta gọi là đổi mới. Thế thì thực chất canh tân là gì? Thực chất canh tân là học tư bản, học công nghiệp và làm cách mạng tư bản. Canh tân là như thế, từ bỏ ý thức hệ. Nếu không Nhật mà không từ bỏ ý thức hệ thì cũng chỉ là đổi mới đổi mới thôi. Canh tân của cụ Phan Chu Trinh chính là chuẩn bị cho dân chúng để có thể đủ trình độ làm cách mạng tư bản ở Việt Nam. Còn nhân vật nữa tôi chỉ nói là cụ Hồ Chí Minh. Cụ Hồ Chí Minh thì cụ, tôi có cảm giác là cụ không thể tiếp thu được những cái bài học từ Liên Xô. Cụ có ảnh hưởng của Pháp rất nặng nề, cho nên là bằng suốt ruột, bằng cái cách cụ để trẻ nhất trong cái nhóm ở Pháp thì cụ chủ trương bạo lực, nhưng mà cụ là ôn hòa nhất. Thế thì khi mà chúng ta thắng Pháp, chúng ta làm được cái năm 8 thì hình như là lý luận đã bắt đầu thang, bởi vì 50 năm chờ mà cụ Phan Bội Châu đã biết hối hận hẳn hoi là đi theo con đường này là
làm tốn đầu chi phí, lãng phí huyết tủy của nghĩa dân, cũng nhận như thế. Thì tưởng là không, chúng ta sẽ không theo người bỏ được kia, nhưng mà rốt cuộc đến cách mạng thứ 8 chúng ta bằng bỏ được, chúng ta lại giành chính quyền. Nhưng mà chiến thắng nhất ký thì không phải là mặt trận Việt Minh của chúng ta, mà đến nỗi là có thể quét sạch đến quốc pháp, thực dân pháp và pháp chính Nhật, mà là do thiên tài của Cụ Hồ nhân thời cơ đó giành chính quyền. Cho nên bằng lực chúng ta thừa để thắng chính phủ Trần Trọng Kim toàn trí thức, không có bộ quốc phòng, không có cảnh sát. Chứ vậy không phải là chúng ta bằng lực chúng ta mạnh đến nỗi là lời nhận thua, chúng nó thanh toán nhau. Thế thì Cụ Hồ là ngay từ đầu Cụ đã làm những công việc mà Cụ Phan Chu Trinh nói, ví dụ như là Cụ phát động phong trào xóa nạn mù chữ. Lúc đó tôi mới có 10 tuổi thì tôi đã là giáo viên bình dân học vụ dạy cho các bà con mà nhiều tuổi không biết chữ ở bản Mỹ Dung. Hay là Cụ phát động phong trào đời sống mới, bài trừ mê tín, rồi giữ vị vệ sinh, rồi Cụ phát động phong trào tăng gia sản xuất, nó rất liên quan đến chấn dân khí, khai dân khí và học dân sinh. Cụ nói câu rất đơn giản để cho dân có thể hiểu được. Ví dụ dân chủ là cho các dân mở miệng cho nó, hay là dân chủ là dân làm chủ, vậy thì chính phủ là gì đó? Nếu chính phủ là hại dân thì dân làm chủ có thể đuổi gì đó. Những câu đó rất đơn giản, ai cũng hiểu, nhưng mà tiếp trong sau không hiểu sao từ người dân chủ tự do làm sao mà cụ lại nói một câu nữa là độc lập. Nếu mà không có nước độc lập, người dân không có tự do thì độc lập đó cũng không có ý nghĩa. Tôi tìm hiểu tại sao cụ than vãn như vậy, mà chính phủ là người phát động theo cụ Phan Chu Trinh. Khi mà cụ Phan Chu Trinh nói khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh, thì lúc đó Cụ Hồ của chúng ta mới bước vào tuổi thành niên. Và sau này dù là phản đối đường lối của cụ Phan Chu Trinh, nhưng Cụ Hồ lúc lên có quyền cao nhất, tức là chủ tịch đảng, thì cụ làm tất cả những gì mà cụ Phan Chu Trinh để lại. Thế nhưng sao lại sao cụ lại phải thay đổi, cụ lại than vãn là nước tuy độc lập rồi nhưng mà nếu dân không có tự do thì nền độc lập cũng không có ý nghĩa. Thì theo tôi là cụ từ nhiệm vị chủ tịch đảng, tức là người sinh ra đảng, có toàn quyền nói gì bộ chính trị nghe thế, thì đấy là thời đại kỳ đắc ý nhất của Cụ Hồ. Nhưng mà sau đại hội năm 51 cụ chỉ còn là chủ tịch ban chấp hành trung ương, không phải chủ tịch đảng nữa. Và nếu bỏ trung ương thì bỏ phiếu Cụ Hồ chỉ là 0.1%. Đúng lúc đó thì đường lối cách mạng thế giới thì bạo lực thắng thế, Trung Quốc giải phóng, và trong đảng của chúng ta các nhà cách mạng bạo lực còn rất nhiều, tức là năm 41 khởi nghĩa Nam Kỳ thì đã hy sinh một số, ví dụ như cụ Hoàng Duy Tập, Trần Phú, Lê Hồng Phong vân vân, nhưng mà vẫn còn. Thì đến lúc đó là Cụ Hồ thành tổng thống, cho nên là Cụ Hồ than vãn như vậy. Cho nên Hồ Chủ tịch chúng ta là, tôi thấy là một nhân vật đặc biệt. Tất cả những điều đó là trên tôi tiếp thu được, còn cái bản thời tiết đầy đủ